Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, đại diện của trên 146.000 người có công, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tiến hành dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Bác với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, tích cực học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, tận dụng, phát huy tốt nhất mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi với người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn ôn lại truyền thống đấu tranh quật cường để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, sự đóng góp của quân và dân tỉnh Hưng Yên trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với cả nước, lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì sự giàu đẹp của quê hương Hưng Yên hôm nay. Đồng thời khẳng định, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước, quân và dân Hưng Yên đã có rất nhiều đóng góp và hy sinh to lớn. Cùng với truyền thống hào hùng của dân tộc, nhân dân Hưng Yên có những đóng góp xứng đáng cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong các cuộc kháng chiến, quân và dân Hưng Yên đã lập nên những chiến tích vang dội. Trong kháng chiến chống Pháp, với nàng kháng chiến Tam Nông, những trận đánh làm nên tiếng sấm Đường Năm, phong trào nữ du kích Hoàng Ngân, đòn gánh đánh Tây. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hưng Yên bắn rơi 85 máy bay Mỹ các loại, tiêu diệt bắt sống nhiều giặc lái, tích cực hưởng ứng phong trào khóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, lớp lớp thanh niên lên đường vào Nam diệt giặc. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, hàng nghìn người con Hưng Yên tiếp tục anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, sự bình yên của quê hương đất nước. Trải qua các cuộc kháng chiến, trên 30 vạn thanh niên của tỉnh đã hăng hái tổng quân, trong đó 25.000 chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, trên 15.000 chiến sĩ đã bỏ lại một phần xương máu trên chiến trường, trên 8.000 chiến sĩ đã mang bệnh trong cơ thể, trên 3.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để lại di chứng cho các thế hệ sau. Toàn tỉnh có trên 100.000 người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến, 2.293 người mẹ được phong tặng, truy tặng vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, 747 lão thành cách mạng, 533 cán bộ tiền khởi nghĩa, 9 anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động, 10 huyện thành phố và 73 xã phường được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công trên địa bàn những tình cảm chân thành, sự trân trọng biết ơn và lời thăm hỏi ân cần thân thiết. Khắc ghi công lao, những hy sinh đóng góp ấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hưng Yên luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội,
Phong trào đền ơn đáp nghĩa nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021, tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định thực hiện các chế độ chính sách cho khoảng 74.000 trường hợp người có công và thân nhân người có công với cách mạng, đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho gần 23.000 người với tổng kinh phí khoảng 43 tỷ đồng mỗi tháng. Công tác tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ trong tỉnh được tỉnh và các địa phương quan tâm. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho thân nhân và các gia đình liệt sĩ. Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, đến nay 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được công nhận xã, phường làm tốt công tác thương binh, bệnh binh, người có công. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa 19 đề ra là 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú, không còn hộ người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phát biểu tại buổi lễ, thương binh Lê Trung Cần ở phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên và đoàn viên Trần Hoàng Quân, đoàn thanh niên công an tỉnh xúc động bày tỏ tình cảm trước bề dày truyền thống yêu nước của quân và dân ta, những cống hiến, hy sinh của người có công, thân nhân người có công với cách mạng đã góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc, cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đã xác định phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng xã hội cùng với nguồn lực của Nhà nước để thực hiện tốt các chính sách người có công, các chính sách an sinh xã hội và chăm sóc tốt hơn các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền, thể hiện sâu sắc tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Để công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Có nhiều hình thức, biện pháp và cách làm sáng tạo trong việc chăm lo cho cuộc sống, gia đình, có công với cách mạng, thiết thực và hiệu quả. Thương binh, bệnh binh xác định việc chăm lo và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng vừa là tình cảm thiêng liêng, vừa là bổn phận, là trách nhiệm. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công cách mạng, tập trung huy động các nguồn lực và đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác người có công với cách mạng, nhất là việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm và xác định danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân thân và các đồng chí, đồng đội liệt sĩ và nhân dân được thăm viếng thường xuyên, tổ chức gặp mặt tôn vinh, biểu dương những tấm gương thương binh liệt sĩ tàn nhưng không phế, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện công tác người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác người có công, đặc biệt thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rà soát bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ người có công trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng liên quan đến chế độ chính sách người có công, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng để những người có công và gia đình người có công sớm được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Chính quyền các cấp cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thương binh và xã hội, nhất là ở cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật, chính sách đối với người có công với cách mạng. Tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân của tỉnh ta tích cực góp sức, góp của, tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm để cùng với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo ngày càng tốt hơn
đời sống vật chất tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với tình cảm, sự biết ơn sâu sắc, tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đã trao quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu với cách mạng. Nhân dịp này, 20 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, 10 người có công với cách mạng có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác giai đoạn 2017-2021 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.